Ngoài Annamarada Villas Đà Lạt, khu vực phố Bên Đồi cũng là điểm đến cho du khách yêu thích các sự kiện nghệ thuật. Đơn vị này thường tổ chức những sự kiện nghệ thuật như concert piano, violon, hòa nhạc và các buổi trình diễn. Theo quan sát, lượng du khách tìm đến để thưởng thức các sự kiện nghệ thuật do phố Bên Đồi tổ chức không hề nhỏ. Một sự kiện nghệ thuật đang thu hút sự quan tâm của du khách khi đến với Đà Lạt gần đây, đó là cung đường nghệ thuật do Stop and Go Art Space phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức. Sự kiện này mang chủ đề ánh sáng nghệ thuật và bao gồm các hoạt động như âm nhạc đường phố, triển lãm ảnh và tượng, cũng như trưng bày các hiện vật văn hóa Tây Nguyên. Những chia sẻ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng góp phần làm tăng thêm tính hấp dẫn cho du khách.